Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình làm việc với đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tòa án Nhân dân. Hiệu quả từ việc chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác. Phỏng vấn giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình trước thêm năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 4 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Quảng Bình đã báo cáo với đoàn công tác kết quả rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2014. Theo đó, trong thời gian qua, công tác thanh tra và xử lý về thanh tra đối với các cuộc thanh tra kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Các cuộc thanh tra cơ bản tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nội dung thanh tra được thực hiện theo hướng dẫn của thanh tra chính phủ, của tỉnh ủy và thực tiễn địa phương, chủ yếu liên quan đến các vấn đề chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước và công tác quản lý nhà nước. Chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được nâng lên, hầu hết các kết luận đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, đúng luật. Việc theo dõi đôn đốc kiểm tra các kết luận, kiến nghị, quy định xử lý sau thanh tra đã được chú trọng. Qua thanh tra đã phát hiện xử lý được nhiều sai phạm, đề xuất được nhiều kiến nghị để chấn chỉnh khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý. Cụ thể, từ năm 2011 đến năm 2014, thanh tra tỉnh, huyện, cơ sở đã thực hiện trên 1.200 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, phát hiện sai phạm về tiền gần 184 tỷ đồng, sai phạm về đất đai gần 474.000 m², trong đó đã thu hồi được 80% số tiền và 100% số đất đai được kiến nghị. Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã xây dựng được các quy chế phối hợp, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong việc triển khai thực hiện công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội tại các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị, thời gian tới, Quảng Bình cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hơn nữa các cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý sai phạm nhằm tăng hiệu quả xã hội của các cuộc thanh tra. Đồng chí Hoàng Đăng Quang đã tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương và nhấn mạnh tỉnh Quảng Bình xem nhiệm vụ thanh tra phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm triển khai công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Sáng nay ngày 4 tháng 9, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tòa án Nhân dân 13 tháng 9 năm 1945, 13 tháng 9 năm 2015. Dự lễ có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, văn phòng Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Ngày 13 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh số 33 về việc thiết lập tòa án quân sự, đánh dấu sự ra đời của hệ thống tòa án nhân dân ở nước ta. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động tòa án ngày càng đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Ngay từ những ngày đầu cách mạng cho đến suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với hệ thống tòa án nhân dân trong cả nước, Tòa án nhân dân Quảng Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiện tại về cơ cấu tổ chức bộ máy, Tòa án nhân dân tỉnh có 8 phòng và 8 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện với tổng số 150 cán bộ công chức người lao động. Trình độ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, công tác xét xử giải quyết các loại án của tòa án hai cấp tỉnh Quảng Bình luôn được tiến hành kịp thời, đảm bảo đúng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong đó công tác xét xử về hình sự, công tác xét xử án dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình được giải quyết hợp lý. Công tác xét xử lưu động được tổ chức thường xuyên, các phiên tòa mẫu, những vụ án trọng điểm được xét xử nghiêm minh,
góp phần nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao sự đóng góp của ngành tòa án nhân dân Quảng Bình đối với công tác đảm bảo thực thi pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước yêu cầu của thời kỳ mới, ngành tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình cần khắc phục những khó khăn hạn chế, tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Hệ thống tòa án hai cấp cần phải tập trung khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế, tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử các vụ án, đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, rõ ràng và có tính khả thi, để tòa án thực sự là biểu tượng của công lý, tạo niềm tin cho nhân dân, kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết kịp thời, chính xác, nghiêm minh đối với các vụ án trọng điểm, án tham nhũng, những vụ án nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương cải cách tư pháp của Đảng trong hệ thống tòa án tỉnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng cán bộ tòa án các cấp và chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tâm huyết với nghề, đặc biệt phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, công tâm, dũng cảm, dám đấu tranh bảo vệ công lý, tiếp tục đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh luận tại các phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật tố tụng và tinh thần cải cách tư pháp, coi đây là khâu đột phá trong đổi mới hoạt động tư pháp nói chung và hoạt động xét xử nói riêng trong thời gian sắp tới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cơ quan tòa án theo chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ tòa án nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức ngành tòa án, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội ở cơ quan tòa án thực sự trong sạch vững mạnh. Ngành tòa án cần phải tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra, sơ kết tổng kết, thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện những cán bộ công chức tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác xét xử để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành tòa án nhân dân tỉnh vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn của cải cách tư pháp, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tập thể ban cán sự đảng, lãnh đạo tòa án gắn với chế độ trách nhiệm người đứng đầu, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tòa án theo hướng nhanh gọn hiệu quả, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có công việc liên quan đến tòa án, làm tốt công tác tiếp dân, giải thích, hướng dẫn pháp luật, qua đó để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân, đồng thời phải tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành có liên quan, chính quyền địa phương và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Dịp này, 29 đồng chí đã được tăng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tòa án. Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới vinh dự được tăng cờ thi đua đơn vị xuất sắc giai đoạn 2010-2015. Hai tập thể và hai cá nhân được tặng bằng khen của chánh án tòa án nhân dân tối cao. Cũng trong sáng nay ngày 4 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2015. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Trong 8 tháng đầu năm 2015, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đồn biên phòng trên địa bàn tổ chức 16 đợt tuyên truyền về bảo vệ rừng cho trên 800 lượt người, triển khai trên 1.300 đợt tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện và lập biên bản xử lý 157 vụ vi phạm, tịch thu hơn 17 mét khối gỗ các loại, 99 cá thể động vật hoang dã. Tổng thu từ xử lý vi phạm trên 793 triệu đồng, tăng 147% so với cùng kỳ. Vinh dự được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai với tiêu chí đa dạng sinh học và hệ sinh thái, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học, như triển khai các chương trình nghiên cứu về hệ sinh thái hang động, sông ngầm, bảo vệ môi trường, khu ngập nước nội địa, thử nghiệm nhân giống bằng phương pháp dâm canh loài giảo cổ lam, chăm sóc cứu hộ 103 cá thể động vật hoang dã với tỷ lệ thành công đạt 96%, thả về môi trường tự nhiên 28 cá thể. Bên cạnh đó, để làm đa dạng phong phú thêm các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch, trong 8 tháng đầu năm, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã đưa vào khai thác một số điểm tuyển du lịch mới như điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường vườn thực vật, tuyển du lịch, tour khám phá xuyên sơn hô, chinh phục 4.500 mét sông ngầm Đồng Phong Nha,
Nhờ vậy, trong 8 tháng đầu năm 2015, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã đón gần 550.000 lượt khách đến tham quan, tổng doanh thu đạt trên 142 tỷ đồng. Trong các tháng cuối năm 2015, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm Lâm huyện Bố Trạch và Minh Hóa, ngăn chặn các hoạt động buôn bán săn bắt động vật hoang dã, khai thác lâm sản trái phép, tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế, nghiên cứu để sớm đưa vào một số mô hình du lịch sinh thái mới, xúc tiến việc nghiên cứu các điều kiện xây dựng công viên động vật hoang dã tại thung lũng sinh tồn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân ghi nhận những kết quả mà Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2015, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cần tập trung ngăn chặn, xử lý tình trạng săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã trong vườn quốc gia, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quảng bá hình ảnh vườn quốc gia trên các kênh truyền hình, tạp chí trong nước và quốc tế, tập trung chỉ đạo đổi mới công tác phát triển du lịch, phát huy hiệu quả di sản. Chiều nay ngày 4 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2016. Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam sẽ được triển khai với các nội dung như tổ chức thăm hỏi và tặng quà một số đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tặng thưởng các huân chương, kỷ niệm chương đối với các tổ chức cá nhân đã có nhiều đóng góp với các hoạt động của Quốc hội, tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông đại chúng về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát hành cuốn sách lịch sử đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1946-2015. Việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam sẽ được lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015-2016, đảm bảo các yêu cầu thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Sáng nay ngày 4 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi gồm 26 chương, 443 điều, tăng 99 điều so với Bộ luật hình sự hiện hành. So với Bộ luật hình sự ban hành năm 1999 thì dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi có rất nhiều điểm mới, trong đó có những vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân. Phạm vi sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự được xác định là cơ bản và toàn diện. Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp của đại biểu đều đánh giá dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi cơ bản phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Các đại biểu cũng đã thảo luận về các nội dung như vấn đề trách nhiệm hình sự của phạm nhân và loại tội phạm phạm nhân chịu trách nhiệm hình sự, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp, quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân xá giảm xuống tù chung thân. Về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn, hình phạt trục xuất, việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng, việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới. Những ý kiến đóng góp trực tiếp tại hội nghị và cả ý kiến góp ý bằng văn bản, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ tổng hợp báo cáo theo quy định. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Hiệu quả từ việc chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác. Phỏng vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình trước thêm năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu 2015, Quảng Bình gieo trồng 480 ha trên diện tích đất chuyển đổi với các loại cây như ngô, lạc, đậu xanh. Năng suất các loại cây chuyển đổi đều đạt khá, lợi nhuận thu được cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Để thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các địa phương đã hỗ trợ bà con trung bình từ 2 đến 4 triệu đồng trên 1 hecta. Một số địa phương thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi như huyện Lệ Thủy 112 hecta, Quảng Ninh 86,5 hecta, Bố Trạch 150 hecta, Quảng Trạch 185 hecta. Năng suất các loại cây trồng đều đạt khá. Trong đó năng suất đậu xanh bình quân đạt 8,5 tạ trên 1 hecta, thu lại trên 15 triệu đồng trên 1 hecta, cao gấp 1,5 lần so với trồng lúa.
cây ngô thu lãi 33 triệu đồng trên 1 hecta, cao gấp 3,2 lần so với trồng lúa. Dưa hấu đạt 16,6 tạ trên 1 hecta, thu lãi gần 73 triệu đồng trên 1 hecta, cao gấp 7 lần so với trồng lúa. Hiện nay cả địa phương đang tích cực chỉ đạo bà con khẩn trương chuẩn bị làm đất trồng cây vụ thu đông. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo được niềm tin, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ bị phát huy sức mạnh tổng hợp, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Bố Trạch đã góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn. Trong năm 2015 này, huyện Bố Trạch đã đầu tư gần 680 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp gần 114 tỷ đồng. Hiện nay Bố Trạch có hai xã Hoàn Trạch và Hải Trạch đã được công nhận xã nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, 10 xã đạt từ 13 đến 18 tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cấp ủy chính quyền huyện Bố Trạch tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương phát huy những lợi thế của mình, sử dụng các nguồn vốn của nhà nước và nhân dân đóng góp một cách hợp lý để hoàn thành các công trình phúc lợi. Bản Eo Bu Chuột Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy hiện có 54 hộ dân là đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống. Thực hiện quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung. Đến nay, nhiều hộ gia đình ở bản Eo Bu Chuột Mút được xây dựng nhà ở mới. Hiện đã có 8 hộ trong tổng số 24 hộ nghèo của bản Eo Bu Chuột Mút, xã Lâm Thủy được hỗ trợ xây dựng nhà ở, phòng tránh bão lụt theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ với mức hỗ trợ là 15 triệu đồng một hộ để xây dựng nhà ở mới. Từ số tiền được hỗ trợ, địa phương đã vận động bà con dân bản đóng góp một phần kinh phí hoặc vay vốn với lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm hoàn thành công trình nhà ở trước mùa mưa lũ. Đây là chính sách hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân vùng thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhất là đối với các hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, giúp người dân có chỗ ở an toàn ổn định, từng bước nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Trường Sơn là một xã miền núi của huyện Quảng Ninh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng những năm gần đây nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo nên địa phương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở đây đã giảm xuống gần 5% so với năm 2014. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh chiếm hơn 45%, trong đó có 7 bản là đồng bào dân tộc Vân Kiều với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 100%. Thời gian qua, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân, nên tỷ lệ hộ nghèo của xã Trường Sơn đã giảm gần 5% so với năm 2014, đưa tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã từ gần 50% xuống còn 45%. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của toàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương vẫn còn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất phát điểm của vùng đồng bào dân tộc còn thấp, tập quán sản xuất còn lạc hậu. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế nên năng suất sản lượng lương thực đạt thấp. Để từng bước xóa đói giảm nghèo, thời gian tới xã Trường Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân, khuyến khích người dân phát triển kinh tế đồi rừng, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, phát triển đàn gia súc gia cầm theo mô hình kinh tế gia trại, hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 5 tháng 9 năm 2015, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, hơn 200.000 học sinh của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ bước vào lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Phát huy những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, ngành giáo dục Quảng Bình đã tiếp tục đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo, hoàn thành cả mục tiêu và nhiệm vụ trong năm học 2015-2016. Trước thêm năm học mới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vừa có cuộc phỏng vấn đồng chí Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Thưa ông, năm học 2014-2015 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Về kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết này ở tỉnh Quảng Bình như thế nào thưa ông? Sau một năm học thì chúng ta đạt được những kết quả cũng rất là quan trọng. Thực hiện là cái quy hoạch phát triển ngành của chúng ta đó là theo đúng với cái tinh thần, nội dung và mục đích của giáo dục theo cầu đổi mới. Thứ hai là cái chất lượng giáo dục của chúng ta có những chuyển biến đáng kể về giáo dục toàn diện, giáo dục định hướng, giáo dục theo các chuyên ngành, cấp học, bậc học, giáo dục vùng khó khăn, giáo dục chuyên biệt, thì chúng ta đã đạt được những kết quả tốt hơn
so với năm học trước. Và cũng nhất là chúng ta đã tạo ra được một cái tiền đề quan trọng về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất, về định hướng phương pháp giảng dạy cho việc đi sâu hơn vào việc thực hiện mục đích yêu cầu của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Vậy để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong năm học mới 2015-2016 thì nhiệm vụ đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh ta là gì? Trước hết là chúng ta phải thống nhất về quan điểm đó là đổi mới bước đầu thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Vì vậy cho nên là việc tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức của không chỉ trong ngành giáo dục mà toàn xã hội đối với các nội dung đổi mới này rất quan trọng. Vấn đề thứ hai đó là phải xác định các nội dung cơ bản ở các cấp học và ngành học. Thì việc xác định như thế này chúng ta cụ thể là về mầm non thì chúng ta phải duy trì và nâng cao hiệu quả phổ cập, mà tăng nhanh cái tỷ lệ các em nhỏ vào nhà trẻ, rồi cải tiến các điều kiện để nâng cao cái chất lượng giáo dục nuôi dạy các em. Và bên cạnh đó thì chúng ta cải tiến cho được cái chính sách mà chế độ đối với cô dạy và cô nuôi ở mầm non. Đối với tiểu học thì áp dụng rộng rãi hơn cái mô hình trường học mới mà chúng ta gọi tắt là VNEN, và cải tiến nâng cao cái chất lượng việc đánh giá học sinh theo tinh thần thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị những cái điều kiện tốt nhất cho các em bước vào trung học. Ở trung học thì đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông thì chúng ta phải thực hiện cho được cái tích hợp trong giảng dạy ở trung học cơ sở và phân hóa cái kiến thức tri thức ở trung học phổ thông. Và nhất là hai cấp học này thì phải phát triển cái khả năng trải nghiệm sáng tạo, đặc biệt sáng tạo khoa học kỹ thuật cho các em học sinh để chuẩn bị tốt nhất những điều kiện cho các em đi đào tạo chuyên sâu. Về giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên thì phải chú trọng mở các cái ngành đào tạo phù hợp với cái yêu cầu của sự phát triển các thành phần kinh tế và cái yêu cầu của tỉnh của chúng ta. Thưa ông, cho đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2015-2016 được ngành giáo dục và đào tạo triển khai như thế nào? Vừa qua thì chúng ta đã hoàn thành cơ bản 18 chỉ tiêu giáo dục, trong đó chúng ta có 11 chỉ tiêu là hoàn thành xuất sắc và được Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá cao là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Và như vậy thì trên tinh thần đó là chúng ta chuẩn bị cơ bản là theo cái hướng những cái điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Trước hết thì chúng ta phải duy trì và củng cố cho được cái hệ thống giáo dục của chúng ta theo quy hoạch, và đặc biệt đó là giảm nhanh các cái điểm trường, đặc biệt đối với mầm non và tiểu học. Hai là tổ chức bồi dưỡng và tập huấn cho giáo viên trong dịp hè và thời gian đầu của năm học mới. Vì như chúng ta biết, bồi dưỡng cho giáo viên về cái khả năng và kỹ năng để chuẩn bị năm học mới là điều hết sức quan trọng. Khảo sát đánh giá lại và quy hoạch phát triển tốt hơn nữa về cái cơ sở vật chất, và đặc biệt đó là chuẩn bị chuyển nhanh về cái yêu cầu về công tác quản lý giáo dục của chúng ta theo hướng là nâng cao cái tính chủ động sáng tạo cho các cơ sở giáo dục. Năm nay thì theo chỉ đạo của chính phủ, chúng ta tổ chức một cái đợt khai giảng là nó gần gũi với học sinh, thân thiện, tạo những cái điều kiện tự nhiên tốt nhất cho các em và nhẹ nhàng, hồ hởi, phấn khởi. Vậy chúng ta cũng có những cải tiến nhất định trong cái tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình, đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 9. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.
Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng biển dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 6 tháng 9, mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.